Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của mình. Vâng, mình là Tom ở đây. Anh em có biết không, trong thế giới Mobile Legends có rất rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải học hỏi để có thể phát triển bản thân. Bất kỳ một pro gamer nào, đa phần họ đều xuất thân cũng là nóp cả anh em ạ, là những người mới chơi đấy và đều bị ăn ảnh hết. Chỉ trừ một số ít kiểu bẩm sinh đã là thiên tài thì không nói, nhưng mà quan trọng nhất đó vẫn là những kỹ năng và kinh nghiệm mà qua thời gian họ có được để trở thành một pro như ngày hôm nay. Có thể họ sẽ không nhận ra đâu, nhưng ngay từ những hành động nhỏ nhất của họ đều thực hiện xuất phát từ chính những kinh nghiệm mà họ đã học được xuyên suốt quá trình chơi game. Và ngày hôm nay, thông qua video clip này, mình sẽ chia sẻ cho anh em series Top 5 kỹ năng của Pro có thể giúp anh em giỏi ngay tức khắc khi mà chơi Mobile Legends. Mình sẽ để tạm nó là series bởi mình hy vọng sau khi xem xong video clip này thì những anh em có kinh nghiệm mà vào xem được clip này ấy, hãy để lại bình luận ở bên dưới và chia sẻ thêm cho mình để mình có thể tổng hợp làm thêm nhiều phần tiếp theo để cho các anh em newbie khác xem nhé. Những anh em mới chơi khác đều có thể cùng xem và học hỏi. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu ngay 5 kỹ năng tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng giúp cho chúng ta có thể giỏi ngay tức khắc khi áp dụng được vào trong game. Kỹ năng đầu tiên mà chúng ta cần phải học ở những người chơi giỏi đó là một kiến thức về đánh quái rừng. Không bao giờ được đứng yên khi đánh bất kỳ con quái rừng nào. Hẳn rằng trong số chúng ta, nhiều em khi mà mới chơi sẽ có thói quen đó là đứng yên một chỗ, xong rồi nhảy tấn công liên tục về phía quái rừng, đúng không? Vì như vậy nó sẽ tiết kiệm được thời gian để hạ gục được quái rừng này và có thể hạ gục được quái rừng nhanh hơn. Điều đó đúng. Tuy nhiên, trong bối cảnh ở meta hiện tại, khi mà quái rừng đã đánh chúng ta rất là đau, cho nên nếu như không có trang bị đi rừng hoặc phép bổ trợ trừng phạt mà ngay ở giai đoạn đầu và giữa game, nếu như bất kỳ vị tướng nào solo tay bo với bãi quái tím thì sẽ rất khó để có thể hạ gục được chúng một mình mà giữ nguyên trọn vẹn được máu cả. Trong trường hợp, cho dù chúng ta có hạ gục được đám quái rừng này, thế nhưng khi đó máu của tướng chúng ta đã quá là ít rồi, giật dẹo lắm. Lúc đó chỉ còn có nước đó là dịch chuyển về nhà để mà hồi máu, rồi sau đó mới ra lại được đường. Việc này vô hình chung sẽ làm cho anh em bị hao hụt kinh nghiệm rất nhiều ở giai đoạn đầu game. Đối với những người chơi chuyên nghiệp thì từng giây từng phút đầu game là vô cùng đáng trân trọng. Việc dịch chuyển về nhà hồi máu vô hình chung đã tự làm yếu tướng của anh em, đến nỗi khi mà chúng ta ra đường lại thì lúc đấy có khi mình chỉ mới level 2 thôi, còn đối phương đã đến tận level 4, có chiêu cuối rồi. Còn trong trường hợp chúng ta cố đấm ăn xôi, ra lane đứng gần trụ với máu cực kỳ thấp và chờ nó hồi dần để mà có kinh nghiệm lên level thì sao? Thì đây rất có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc kẻ địch sẽ rình rập, kéo xuống lane của chúng ta để tìm kiếm một mạng hạ gục. Và điều này thực sự sẽ là vô cùng dễ dàng với chúng. Đối với những người chơi chuyên nghiệp ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù là solo đánh quái hay là có đồng đội giúp, họ cũng sẽ không đứng yên một chỗ mà sẽ di chuyển liên tục để tạo ra khoảng cách với quái rừng, khiến cho chúng chỉ được phép gây sát thương vào chúng ta ở mức tối thiểu mà thôi. Như ở đoạn video clip mà anh em đang xem, Moskov là một trong những vị tướng có thể solo quái rừng đầu game mà mất rất ít máu. Đó là vì những người chơi điều khiển vị tướng này ở đẳng cấp cao luôn luôn giữ một khoảng cách khiến cho quái rừng đánh được vào Moskov rất là ít. Do đó, sau khi hoàn thành xong việc farm rừng, Moskov có thể nói là gần như không mất một chút máu gì nếu như ăn nốt đống máu ở trên mặt đất, cùng với đó là cắn máu đến từ chiêu phục hồi. Anh ta sẽ hoàn toàn tự tin ra đường và kẻ địch khi nhìn vào đó cũng rất là ngại để có thể di chuyển xuống bắt một Moskov với đầy máu như vậy. Để thực hiện được kỹ năng này, người chơi sẽ cần nắm được thao tác đánh, tức là animation đón đánh của tướng để có thể kéo quái đi vòng vòng đánh như vậy. Hãy cẩn thận, đừng có kéo quái ra khỏi cái viên vòng sáng nhé. Lúc đó, quái sẽ quay trở lại và hồi máu thì sôi hỏng máu không đấy. Và cố gắng là khi mà kéo quái đi, nhờ kéo ra những chỗ mà chúng ta cảm thấy an toàn, không bị địch ganh khi đang ăn rừng dở. Kỹ năng thứ hai của chúng ta đó là check rừng để tránh không bị đối phương rình rập. Ok, vấn đề cướp rừng xảy ra rất nhiều trong các trận đấu ở đẳng cấp cao trong Mobile Legends. Anh em có bao giờ gặp trường hợp mà chúng ta đang ăn gần xong quái rừng rồi thì bị đối phương đánh úp không? Hóa ra là đối phương đã đứng ngay gần đó, đứng ngay cái bụi cỏ gần đó để dính máu chúng ta, chờ cơ hội để vả vào mặt chúng ta không chớp phát nào luôn. Thậm chí, trong một số trường hợp về cuối game, nhân lúc sơ hở và nắm được hành vi của chúng ta đó là sẽ gian bùa tím rồi sau đó mới di chuyển đến các nơi khác. Đối phương sẽ tụ tập vào nhau, đứng rình ở đó sẵn, chờ chúng ta ra rồi alley hấp, múc thôi. Để hạn chế vấn đề này, cũng như tạo thói quen cho chúng ta trong việc ăn những đơn vị quái rừng một cách an toàn hơn, chúng ta hãy cẩn thận và làm theo một số thao tác như sau. Để có thể làm được thao tác này, cần yêu cầu tướng thực hiện nên là tướng tay dài hoặc tướng có kỹ năng tầm xa. Như trong video clip đang xem, đó là mình sử dụng vị tướng Khufra. Nếu như chúng ta đánh quái rừng từ xa, thì theo cơ chế trong Mobile Legends, quái rừng sẽ không quan tâm đến nguồn sát thương đến từ ai, mà nó chỉ cần biết kẻ nào đứng gần nó nhất để đuổi đánh mà thôi. Như anh em đang nhìn thấy, đó là khi mình điều khiển Khufra tấn công quái rừng tím thì nó không đuổi đánh mình đâu, nó sẽ tự dưng chạy vào bụi, tức là khi đó đang có kẻ địch đứng trong bụi rình rập chúng ta rồi. Anh em có thấy không?
quái rừng sẽ ưu tiên đánh tướng ở gần nó nhất. Đây là một điều lưu ý để đảm bảo mạng sống của mình được an toàn nhất trong các trận đấu ở rank cao, anh em nên học nhé. Ngoài ra, còn một mẹo nữa, đó là chúng ta có thể quan sát xem đối phương có đang ăn rừng ở chỗ đó không bằng cách kéo màn hình tới để kiểm tra. Mặc dù đối phương đang ở trong tầm khuất sight không thể thấy được, tức là khuất tầm nhìn anh em, nhưng các kỹ năng đòn đánh của chúng thì không. Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, qua đó biết được chúng đang ở đâu và đó cụ thể là những ai. Kỹ năng thứ 3 mà mình muốn giới thiệu đến anh em, đó là mẹo để kiểm tra máu rùa và lót. Ok, hẳn rằng anh em đều biết mẹo để xem đối phương có đang ăn rùa hay là lót đúng không? Đó là chúng ta sẽ kéo màn hình tới để xem ở khu vực hang rùa hay hang lót có kỹ năng hay là đòn đang được thi triển không. Đó là một cách. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách nâng cao hơn để anh em có thể thấy được tận mắt hẳn con lót hoặc con rùa với máu của chúng khi đang bị ăn bởi team địch. Đó là ở trong Mobile Legends có một số vị trí bụi cỏ mà anh em khi mà đi vào ấy sẽ tới được giới hạn tầm nhìn và có thể thấy được lót hay là rùa thần như trong video clip mà mình đang chỉ cho anh em xem. Khi chúng ta đứng ở đó có hai điểm lợi, đó là chúng ta vừa thấy được trạng thái của lót hoặc là rùa thần và kẻ địch sẽ không biết được chúng ta đang đứng ở đó. Đây chính là một trong những mẹo khá là hữu dụng giúp chúng ta đưa ra nhiều quyết định mang tính chất nhất thời để giành lại lót hoặc là rùa. Đó có thể là chúng ta sẽ canh cho lót hoặc rùa gần chết để lao vào trừng phạt cướp lấy, hoặc chỉ đơn giản là phá không cho đối phương để có thể ăn được lót một cách dễ dàng. Những vị trí này là những vị trí mà anh em hoàn toàn có thể dình rất tốt, quan sát đối phương đã hay đang ăn bùa đến đâu, để thay vào đó có thể kêu gọi đồng đội tiến hành một pha giao tranh tổng để lật kèo, chờ đến ngay khi mà lót hoặc rùa gần xong và lao vào cướp. Kỹ năng thứ 4 mà chúng ta cần học hỏi đó là tận dụng tối đa sức mạnh của lót. Hẳn chúng ta đều biết rằng khi mà hạ gục lót ấy, chúng ta sẽ được hưởng tiền cho cả team này, cùng với đó là kinh nghiệm và việc lót sẽ xuất hiện và giúp chúng ta đẩy đường. Dù vậy, có hai điểm sau đây mà mình nghĩ sẽ không có quá nhiều anh em biết được, đó là điểm thứ nhất, sau khi hạ gục xong, lót sẽ xuất hiện và đẩy đường nào. Trước giờ khi mà chơi Mobile Legends ấy, thì mình cứ nghĩ đó là lót sẽ đẩy đường ngẫu nhiên anh em ạ, cơ mà không phải đâu. Lót sau khi được triệu hồi sẽ đẩy cái đường nào mà nó cho là ngắn nhất, thuận lợi nhất để tiến đến nhà chính của team địch. Anh em có hiểu không ạ? Như thế nào là đường ngắn nhất, thuận lợi nhất? Đó là lót sẽ ưu tiên con đường có ít trụ ngoài nhất của team địch để xuất hiện. Trong trường hợp tất cả các đường đều như nhau, trụ của team địch đều bằng nhau, lót sẽ xuất hiện ở đường giữa, vì đường giữa luôn luôn là đường gần nhất đúng không anh em? Một điều nữa, đó là kể từ phút thứ 12 trở đi, đối với con lót thứ 2 mà chúng ta hạ gục được, anh em lưu ý nhé, con lót thứ 2 mà chúng ta hạ gục được, thì lúc này lót sẽ có thêm một kỹ năng mới, đó là kỹ năng lao vào và húc nhà. Anh em chú ý nhé, kỹ năng này sẽ có ở lót thứ 2 kể từ phút thứ 12 trở đi. Cụ thể rằng, khi mà vào tầm, lót thay vì lao đến đánh trụ như bình thường, hắn sẽ xoay tay một lát, rồi sau đó húc vào trụ. Khi đó, trụ sẽ bị mất rất nhiều máu, đồng thời lót sẽ vô hiệu hóa trụ đó đi trong vài giây. Lúc này trụ sẽ không thể tấn công được. Nếu như anh em nhìn kỹ thì khi mà húc vào trụ ý, lót sẽ tạo ra một sợi dây màu vàng cam. Đây chính là sợi dây khóa khống chế trụ. Và nếu như biết được điều này, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội trên, tiến hành băng trụ và xả sát thương vào team địch đang co cụ trong nhà. Kỹ năng thứ 5, kỹ năng cuối cùng rất thú vị mà lại vô cùng cơ bản, đó là khả năng hit and run. Tiếng Việt đó là vừa di chuyển vừa đánh, một kỹ năng rất thường thấy ở những game thủ Mobile Legends chuyên nghiệp. Chúng ta đều biết rằng trong đa phần các vị tướng đều tồn tại một khái niệm đó là animation đòn đánh đúng không anh em? Tức là sẽ có độ trễ ở giữa mỗi đòn đánh của mỗi vị tướng và độ trễ này sẽ được giảm đi nếu như chúng ta lên đồ tăng tốc độ tấn công. Độ trễ càng thấp thì tướng đánh càng nhanh. Vậy thì điều này liên quan gì đến khả năng hit and run? Rõ ràng là chúng ta đều có thể đứng yên và cứ thế click chuột vào đối phương mà bắn cũng được đúng không anh em? Hoặc không thì chạy, chứ sao phải vừa chạy vừa bắn cực thế? Chạy cũng chả nhanh mà bắn cũng chẳng bắn được nhiều. Cụ thể ở đây, khả năng hit and run được các pro chuyên nghiệp thực hiện, đó là họ sẽ tận dụng khoảng thời gian giữa mỗi đòn đánh để có thể liên tục thay đổi vị trí của mình, sao cho đảm bảo khoảng cách để có thể duy trì đòn đánh liên tục lên đối phương, khiến cho đối phương dù có chạy lại tấn công chúng ta hay là tìm cách chạy thoát khi mà thấy chúng ta cũng là vô cùng khó. Vì sao chúng ta lại phải hit and run ở đây? Đó chính là hit and run sẽ giúp chúng ta loại bỏ được động tác thừa và thời gian chờ giữa những đòn tấn công, qua đó tối ưu hóa được sát thương. Khi bạn biết cách thực hiện hit and run, có nghĩa là bạn có thể gây được nhiều sát thương nhất, đồng thời nhận về ít sát thương nhất.
Trên lý thuyết thì tất cả các vị tướng đều có thể áp dụng kỹ năng Hit and Run. Tuy nhiên, Hit and Run chỉ thực sự hiệu quả đối với các xạ thủ vì hai lý do, đó là thứ nhất là tướng đánh xa, bạn có thể giữ khoảng cách với đối phương để có thể Hit and Run tốt. Thứ hai, đó là sức mạnh phụ thuộc hầu như vào các đòn đánh tay, giảm thiểu khả năng phân tán tập trung vì lúc này bạn chỉ có nhiệm vụ là đánh và di chuyển, chứ không phải đồng thời vừa đánh, vừa phải tung kỹ năng và di chuyển. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình, bản thân những vị tướng cận chiến hoàn toàn có thể Hit and Run, vừa đánh vừa di chuyển một hướng có lợi nếu như muốn truy đuổi, chứ đừng đứng yên một chỗ để tướng địch thích đánh như thế nào thì đánh. Còn nếu như chúng ta đang ở trong tâm thế phải giữ khoảng cách để lùi về thì hãy đừng lùi hẳn, hãy vừa đánh vừa lùi để vừa có thể gây sát thương một cách an toàn. Đây cũng là một trong những kỹ năng bắt buộc phải có ở một xạ thủ giỏi đấy anh em. Những vị tướng có thể áp dụng tốt khả năng Hit and Run đó chính là Moskov, Carry cũng như nhiều vị tướng khác. Trên đây là 5 kỹ năng đầu tiên của một pro có thể giúp anh em giỏi ngay tức khắc nếu biết đến và tiến hành học tập, áp dụng vào thực tiễn trong các trận đấu của Mobile Legends. Đừng quên, nếu như thấy hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một like và một subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để giúp cho channel của mình được phát triển, tạo thêm nhiều sản phẩm thú vị hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye!